Nhân ngày bế giảng lớp học gối thuốc nam, Lương y Phạm Thúy Hằng có bài thơ Gối thuốc thầy em kính tặng thầy Nguyễn Anh Tuấn, mời quý vị cùng đón nghe. Thầy chẳng quản gì truyền dạy khắp nơi, nửa đêm ré rét lạnh trời, thầy đã dậy rồi chuẩn bị truyền chữa toàn cảm nhiệt hay chưa, gối thì vai gáy nắng mưa, chở trời là những xin thưa chán đời. Từ khi có được gối rồi thấy mọi người ai cũng đang yêu, bệnh tan sức khỏe lên nhiều, biết rõ sớm chiều cảm nhận ngày gối huyết áp xuống có tên rõ ràng, gối dùng cho bé mây xanh, gối lại an tụng niệm quy, gối cho mất ngủ trường kỳ, lưng có gối lạ thì làm sao, gối lên đến tận vùng cao, ai hay say rượu gối vào thứ làm nên công này. Cuối đời tay trắng xuôi tay, con gối của thầy đưa tiền gói thuốc hồn du an lành, một lời gửi đến chúng sanh vạn sự huấn